Wow. Và hello, xin chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DB Gaming đây. Thì trước khi vào video, anh em có thể bỏ ra 5 giây ấn like, subscribe và chia sẻ. Đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo video mới nhất của mình nhé anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là nâng skill đệ tử. Thì anh em cũng biết đấy, trong cái mấy cái video trước của mình có là một cái video đó là mở 7 lần mở skill 2 đệ tử đều ra Masenko. Thì mình rất là buồn khi con đệ tử của mình ra Masenko. Hiện tại mình đang ở vách núi ở Kakarot, thì mình đang bem trộm đậu xanh, đang đứng chuẩn bị bình luận cho anh em xem mà nó ra nó đi nhặt vàng của mình, ăn trộm vàng của mình. Thì ở quên đây hiện thấy luôn là trái luôn tiểu bà Hạt Vít nhá. Lâu lắm không ghé thăm bà, từ hôm mua bùa của bà lâu lắm mới ghé thăm bà. Ok anh em, thì trong video trước mình có hỏi anh em ý kiến anh em là có nên tiếp tục úp con đệ tử này hay không, hay là đổi đấy xem nào. Ok, 2K6 vàng. Thì mình có hỏi anh em là có nên tiếp tục úp con đệ tử Masenko này không, hay là mình sẽ đổi lại từ đầu và úp lại để từ đầu để mở skill 2. Thì mình đã có hỏi anh em đã có cho mình sự lựa chọn và gọi là có giúp đỡ mình, tư vấn cho mình. Thì mình cảm ơn anh em trong suốt thời gian qua. Thì mình quyết định rồi, thì mình sẽ tiếp tục úp con này. Thì mình sẽ giữ lại siêu Masenko, thì không nhất thiết là phải Kamezuko, có thể khi lên lưng lên skill 3 mà cùi quá thì mình sẽ gọi rồng mình đổi. Thì nên ra mình sẽ quyết định hôm nay mình làm video này là để nâng skill cho em nó nên cấp cao cao tí để đi úp cho lên 1 tỷ 500 triệu và sẽ mở skill 3 cho anh em xem luôn. Thì ok anh em, bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính, đó là mua sách học skill và nâng. Thì hiện tại là lick của mình là hết ngọc rồi, thì mình sẽ đi mua ngọc. Và mua ngọc ở đâu thì mình chắc chắn là phải ở dịch vụ.me rồi. Thì anh em nào có nhu cầu thì lên đó mua nhá. Ở trên đó có bán vàng, bán ngọc, làm nhiệm thuê điện tử, làm thuê nhiệm vụ, úp cả trang giáp, úp sức mạnh sư phụ. Thì tất cả nó có trên tất tần tật về game Temmobi, hiệp sĩ online, Little School, nhiều game lắm, loại nhiều game anh em cứ lên đây tham khảo nhá. Bây giờ mình sẽ đi mua ngọc nha anh em. Ok, let's Ok anh em, thì mình đã mua ngọc xong và hiện tại mình đã có 1k 107 ngọc rồi. Thì 1107 ngọc, và bây giờ mình sẽ đi ra đảo Kame và mua sách lân skill cho các đệ tử nha anh em. Thì đây mình sẽ show qua cho anh em xem. Đó là Masenko cấp 1. Thì bây giờ mình sẽ qua đảo Kame nha anh em. Đi cáp su anh em ạ, không đi bộ lâu lắm. Có đúng một cái cáp su cuối cùng để ra đảo Kame. Một chuyến đi không trở về. Một khi đi rồi cũng sẽ không trở về được, vì đơn giản là có một capsule đi thôi, không có capsule trở về.
Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ ra gặp ông San Santa đây rồi. Ok ông ơi. Bây giờ mình sẽ mua mua sách nâng skill cho đệ tử nha anh em. Đâu rồi, cửa hàng. Lâu lắm mình cũng chưa bao giờ có cái trải nghiệm đó là phải mua sách nâng skill cho đệ tử. Vì từ trước đến giờ mình mở toàn là skill Masenko thì mình sẽ không có nâng. Mình cùng lắm mình chỉ nâng một chiêu duy nhất là skill 1 cho đệ tử thôi. Bây giờ mình sẽ mua nha anh em. Thì hiện tại đây là bán là 150 ngọc một một lên một cấp à. Ok mình sẽ mua nó mua nhiều được không anh em nhỉ? Học luôn đi, mua nhiều hay mua một lần hay nhiều đấy, mình không hiểu lắm nhưng mình cứ lưng nữa. Rồi. À, hiện tại đệ tử lưng cấp mấy rồi? Cấp 2 đúng không? Mình cũng không rõ là mua nhiều là không nhưng mình cứ thử mua từng cái một xong mình lâu. Rồi chiêu 2, 3 2 cái là 4 à. 2 cái là 4 tiếp tục này 3 rồi này 4 này. Ok thì mình nghĩ mình sẽ nâng lên tạm thời là lên chưa 4 trước ạ. Mình sẽ không nâng lên chưa 7 vì sao? Vì còn số ngọc còn lại là 600 ngọc mình sẽ để vào sự kiện. Hoặc là mình sẽ mua bùa mình úp đệ tử cho nó nhanh. Chứ bây giờ mình nâng lên cấp 7 thì sẽ không còn ngọc để mua bùa úp đệ tử nữa. Thì nên ra là sẽ úp đệ tử sẽ là khá là lâu anh em ạ. Thì nên ra mình sẽ chỉ nâng lên cấp 4 thôi. Thì nâng lên cấp 4 và để 600 ngọc còn lại là để úp đệ tử và chờ đến sự kiện X2 và úp. Úp thì chắc chắn là sự kiện X2 sẽ úp nhanh thôi. Ok anh em nhé. Thì chắc chắn là video sẽ dừng tại lại ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ. Đừng quên để lại một like, một subscribe và đừng quên ấn cái chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình nhé anh em. Thì bây giờ là mình sẽ đi úp đệ tử thôi. Bye bye anh em và đây mình sẽ test qua cho anh em. Xem nào, xem skill 4 nó thế nào vì mình chưa nhìn thấy skill 4 đệ tử của mình bao giờ. Rồi. Nhìn cũng đẹp phết anh em ạ. Kamezuku đỏ nhìn đẹp phết. Ngầu hơn cả làm Kamezuku xanh. Thật là dã man con ngàn. Quá đẹp. Ok anh em nha. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.